Kính thưa các bà mẹ, kính thưa các anh chị em, kính thưa tất cả mọi người, kính thưa đại chúng. Hôm nay là ngày của tình thương, ngày của mẹ. Cho nên thầy xin hát một bản nhạc tên là Bông Hồng Cài Áo của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, viết theo ý của bài đoạn văn Bông Hồng Cài Áo của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, mà đã trở thành cái truyền thống vinh danh ân nghĩa của một người mẹ trong truyền thống Việt Nam. Thầy xin hát và cúng dường đại chúng, xin đại chúng mình lắng nghe và thưởng thức. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Rồi mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ là dòng suối diêu hiền, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mặt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ là lon mía ngọt ngào, mẹ là nai chuối buồng cau, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương trong cuộc đời. Một chiều nào đó con về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không? Cài lên áo đỗ anh, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đỗ em,
xin anh thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng Dạ, xin cảm ơn đại chúng.